nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải giao thông công cộng của thành phố, góp phần tái cơ cấu các phương thức vận tải của thành phố theo hướng bền vững, hài hòa, hợp lý. Thành phố Hà Nội dự kiến sẽ hoàn thành gần 600 km đường sắt đô thị với tổng số vốn kỳ đầu tư các dự án đường sắt đô thị giai đoạn 2024-2030. Hà Nội dự kiến hoàn thành thi công xây dựng gần 97 km đường sắt đô thị. Các tuyến metro dự kiến hoàn thành vào thời gian này bao gồm tuyến 2 bắt đầu từ Nhổn đến Yên Sở và tuyến metro số 5 từ Văn Cao đến Hòa Lạc. Ba tuyến này chiếm khoảng 24% tổng chiều dài các tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch giao thông vận tải thủ đô Hà Nội. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, thành phố cũng sẽ thực hiện công tác đầu tư 301 km các tuyến đường sắt đô thị khác trên địa bàn thủ đô.